Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, hôm nay nước này tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày mất của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Người dân Triều Tiên đặt hoa và cúi đầu dành phút mặc niệm trước bức tượng của ông trên đồi Mansu ở thủ đô Bình Nhưỡng. Lãnh tụ Kim Nhật Thành là người khai sinh ra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và lãnh đạo đất nước từ năm 1948 cho đến khi ông đột ngột qua đời vào ngày 8 tháng 7 năm 1994 do trụy tim. Tại Triều Tiên, ngày sinh và ngày mất của người sáng lập đất nước Kim Nhật Thành trở thành quốc lễ của quốc gia này. Triều Tiên thường tổ chức các sự kiện thể thao và văn hóa quy mô lớn để kỷ niệm dịp này.